Kính thưa quý vị và các bạn, Lê Hân Thiện đang có mặt trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là địa bàn nối giữa quận 2 và quận 9 của Sài Gòn. Đây, về cái khu vực mà chúng ta đang quan sát đây là cái khu Liên Hiệp Thể Thao Rạch Chiếc, cái khu dự án thôi. Nhưng mà vẫn còn rất là hoang sơ, những cái con kênh, con mương cũng dọc ở bên đường như thế này. Cũng đang rất còn hoang sơ, cỏ cây rậm rạp. Hôm nay Lê Hân Thiện gặp được cái cảnh mà người đàn ông và người phụ nữ đang dâm mình ở dưới cái con rạch nước này để mà bắt ốc, mò cua, bắt cá. Một hình ảnh rất là thôn quê giữa lòng Sài Gòn. Đây, những hình ảnh mà chúng tôi đang ghi nhận. Một hình ảnh rất là đẹp. Một cái sự mưu sinh ngày Chủ nhật. Theo như chúng tôi được biết thì đây là những cái người công nhân xây dựng, nhưng mà ngày Chủ nhật thì được nghỉ ở công trình, cho nên cũng là tranh thủ ra đây để mà mò cua bắt ốc để cải thiện thêm thu nhập. Phải nói là rất là giỏi nè, người phụ nữ nè, dầm mình ở dưới con nước để mà mò từng con ốc, bắt từng con cá mọi người. Ngay ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 luôn. Nhìn hình ảnh một người phụ nữ mà lặn lội như thế này đã gây cho Lê Hân Thiện một cái sự xúc động rất là lớn, cho nên quyết định là ghi lại những cái hình ảnh này. Chị ơi, em chào chị. Dạ. Chị hôm nay thường thì các anh chị là làm công nhân xây dựng hay sao chị? Dạ, xây dựng. Công trình nào dạ thưa chị? Em hả? Dạ. Chỉ bằng phố thôi, nhà phố thôi. Dạ dạ. Còn hai anh chị đó cũng là dạ, cái hai đó là cùng sớm hay là vợ chồng chị? Dạ hai vợ chồng. Hai vợ chồng chị. Dạ. Dạ. Mình ở quê đâu vậy chị? À, quê Sóc Trăng. Sóc Trăng. Tất cả dạ. Các anh chị đều Sóc Trăng hết dạ, hả? Dạ Sóc Trăng. Dạ. Em thì em cũng là người miền Tây gốc. Em dạ. Rất là quý trọng những anh chị, những cái người con của miền Tây. Người dạ. Miền Tây rất là thật thà. Dạ. Chân chất. Dạ. Anh kêu chị gì kia? Dạ không. Còn anh ở dưới nữa. Ủa còn là anh này là chắc luôn cũng ông xã chị hả? Dạ ông xã em. Dạ. Các anh chị là đang ở trọ hay ở đâu? Dạ em đang ở trọ. Ở đâu lần chị? Ở trọ ngay quận 9 ngay 339 á, đường 339 luôn. Dạ, thì hôm nay là ngày quốc tế 8 tháng 3. Dạ. Chị có được anh tặng gì không hay là dành cho một cái gì đặc biệt cho ngày này không chị? Dạ không, chị, tụi em chỉ mặc dân đi lao động rồi về bắt cá gì là đi nè. Rảnh đó không là đi bắt cá gì không nè. Dạ, cái này mình về mình ăn hay là mình bán chị? Dạ ăn á. Dạ, cải thiện thêm cái cuộc sống dạ, đó, hả chị? Không dễ gì có ở đâu bán. Dạ, mà tuần nào cũng vậy ha, chỉ có tuần này thôi chị? Dạ, tuần nào cũng đi. Dạ, đi dạ, chỗ này hay chỗ khác nữa chị? Đi đi chỗ này rồi chỗ kia nữa. Chỗ đi. Anh chị với này hai anh chị đó là có con chưa? Dạ có rồi. Rồi, rồi cái thu nhập của mình, em chào anh, cái thu nhập của mình là có đủ để mà trong cuộc sống không anh chị? Nó cũng đủ. Dạ dạ. Mà không dư giả thì đủ sống dạ, dạ. Đi làm ở đây chợ rồi kia. Rồi em rất là cảm ơn. Chị không có lỗi với anh hả? À? Dạ không, à, có hai chiếc xe trên đây. Có hai xe để nhìn xe. Để nhìn xe hả? À, để nhìn xe. Dạ. Chị ở dưới tên gì chị? Chị Phượng hả? Mình là người miền Tây lội sông, lội suối, lội xe đồ rất là giỏi hả chị hả? Anh! Anh ơi! Anh ơi! Mà sáng giờ có con nào cho anh? Có hai con. Ghé cố gắng bắt được con nào bự bự tặng cho chị nhân ngày 8 tháng 3 đi anh ha. Dạ. Hôm nay mà công trình đồ cũng là có công việc làm không chị? Hay là cũng bị công việc cũng bị giảm bớt chị? Giảm bớt thì cũng được. Vậy có nghĩa là mình làm thì tuần nào mình lãnh tiền đừng đó mà nó giảm thì mình cũng giảm theo hả chị ha? Để mà gắng cố gắng coi anh chồng của chị này. Chị tên gì chị? Chị Ngọc, chồng chị Ngọc đang giăng lưới nè. Chị sẽ tìm những cái mẻ lưới để mà chúng ta cùng giải trí những cái hình ảnh mà bắt cá ha. Bắt cá giữa Sài Gòn nha mọi người. Hình ảnh
anh cũng khá là lý thú, đi bắt cá loại đạch mà đội nón bảo hiểm. Một cái hình ảnh cũng khá lạ mắt giữa cái đô thị đang phát triển rất là tầm mức ở Sài Gòn. Chị ơi, nãy giờ đầy nhiều chưa cho em coi với. Chỉ là mòn ốc hả? Chiều nay là có mồi ngon ha. Ủa con của các anh các chị lớn hết chưa? Dạ con em thằng lớn có 17 tuổi hả? Nhưng mà mấy cháu ở dưới quê hay là trên này chị? Dạ con bé lớn ở trên đây, bé ở dưới quê. Hôm nay nó nghỉ học hả? Dạ nghỉ học không ngày, học cái môn học bệnh dạ. Nhà vô mà mình không có học. Đáng lẽ người ta không đi làm á, đáng hơn mình cái công ăn việc làm có hơi dưới quê không có đất có giường á. Dạ. Đi làm ở đây. Cũng có số đi làm, cũng có số nghỉ. Dạ. Mà nói chung đầu năm thì công trình cũng ít nữa. Bây giờ là tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền học hành con gái không? Phải nói là nó rất là cực kỳ là khó khăn ha chị ha. Dạ. Vừa đủ làm vừa đủ cho đó, dư chút ít gì. Dạ. Ở dưới quê là không có cái ruộng lúa gì mà để mình làm, mình phải lên đây mình nuôi sinh hả chị hả? Ba đi chơi. Chơi mình đi ra chăn lưới. Cá chị thì Ngọc thì ngồi đây trong dừng xe. Trong dừng xe dựng ở dây ven đường để mà những người mà quen để mà xuống để mà bắt cá. Sao không chị? Tới bụng. Chồng chị đang làm gì sao không chịu quăng lưới đi? Làm kia này hết rồi, không có. Dạ. Ở đây không có nữa. Vâng. Không nãy văng rồi hả? Dạ. Giờ đang thu lưới lại hả? Dạ. Đi chỗ khác hả? Không biết anh nữa. Chắc văng lại quá. Không có cá hả anh? Không có cá. Không có đâu. Một cái ngày chỉ có ốc thôi, không có cá. Giờ chuẩn bị đi chỗ khác nữa hả chị? Dạ. Dạ. Đây là những cái hình ảnh vui của ngày 6 tháng 3 về những cái người mà lội xuống con rạch để mà bắt cá bắt ốc ha mọi người. Đến đây thì Lê Thanh Thiện xin
tạm chia tay mọi người ha. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày thật nhiều hạnh phúc và may mắn. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video clip sau ạ. Chào chị nha. Yeah.